thí sinh. Và hôm nay tới là một cái tính cách là người bạn đến đây để chung vui với những thí sinh mới. Và anh này đã từng đoạt giải nhất vài lần ở Sacramento. Một cái đứng vị cho Tường Vinh, một trẻ con lớn. Mình xin mời Tường Vinh. Và xin mời anh em ban nhạc chúng ta kiểu này. Và lát nữa tại vì bữa nay quá là vui, vui quá, ô vui quá xá là vui à. Trước hết thì mình xin hát thì có một người mà bữa nay cũng là birthday trong ngày tuần ngày với tổ chức bữa nay, xin quý vị cùng vỗ tay cho birthday của anh Tấn. Thank you.
chung một tình này. Anh nhận thêm chuyện